Dân thưa quý vị thính giả thân mến, thì tiếp tục về cái sự cây bonsai. Hôm nay Long có ghé vườn của chủ trưởng ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiền đây Long quay một số tác phẩm đẹp tại vườn chủ trưởng để gửi tới quý vị bà con cô bác mình cùng xem và chiêm ngưỡng. Rất là nhiều tác phẩm đẹp thưa quý vị. Thì Long sẽ đi quay và quay đánh giá chi tiết một số cây cho quý và con cô bác mình cùng xem. Đây, ngay ở phía dưới này luôn quý vị. Đây là một tác phẩm cây sâm hương. Đế cũng rất là lớn. Cái này đường hoành chắc cỡ 50 chú trưởng ha. Lớn ha. 50. Chắc cỡ 50 quý vị. Rất là lớn luôn cây sâm hương. Để liên lạc bộ đế bộ rễ thì cũng rất là đẹp nha quý vị, rất là quái luôn. Kinh khủng luôn. Một tác phẩm sâm hương được tạo dáng bonsai lưu lực, rất là đẹp ạ. Bông tay bông tàng thì cũng đã làm hoàn thiện rồi, cây này chúng ta về chỉ có chơi thôi. Nhưng mà điều đặc biệt của cái tác phẩm cái sâm hương này thì lá của nó thì rất là thơm nha quý vị. Nếu quý vị nào mà yêu thích về dòng sâm hương thì chắc có thể là biết được. Đây quý vị, chỉ cần vuốt nhẹ cái lá là ngửi là quá trời thơm luôn rồi. Thì ở vườn chủ trưởng có một cặp sâm hương như thế này luôn quý vị. Xíu nữa long quay cái tác phẩm bên kia cho quý vị và con cô bác mình xem. Quý vị thấy cho bộ bông tai bông tàng cũng được chủ trưởng cắt chặt và tạo dáng bonsai rất là đẹp ạ. Cây đã hoàn thiện rồi, cây này chúng ta có thể sở hữu là chơi nữa thôi. Một tác phẩm sâm hương quá tuyệt vời. Tổng chiều cao của nó rơi vào khoảng tầm 28. Tầm 28 thôi quý vị. Dạng bonsai lùm lực. Quá xuất sắc. Những cái lúc cắt giật cũng rất là điêu luyện. Bông tai bông tàng được phân bổ đều, cân đối. Thì Long tiếp tục quay những tác phẩm phía bên kia cho quý vị và con cô bác mình xem. Đây là một tác phẩm mai chiếu thủy, cái này cũng lớn ạ. Cái này chắc cỡ 70 hay chút. Một tác phẩm mai chiếu thủy mà nó có cái đồ da cổi đến giống kiểu hóa thật luôn rồi quý vị. Quý vị có thể thấy cái màu da của nó. Da cổi như kiểu hóa thật luôn rồi, kinh khủng. Bông tay bông tàng thì cũng được làm cân đối rồi. Rồi thì hôm nay thì để Long quay cặp sâm hương này cho quý vị và con cô bác mình xem nữa. Đây vì đây một tác phẩm về sâm hương này. Thì nó là một cặp nha quý vị. Một cặp cây sâm hương được tạo dáng bonsai rất đẹp. Bộ vòng tay bông tàng thì cũng được làm rất là cân đối. Cái này thì anh em ta sở hữu về chỉ có chơi được thôi. Mà cái này để trong nhà thì nó có mùi hương cũng rất là hay, rất là dễ chịu. Này thì một tác phẩm mai chiếu thủy nụ gốc cong cũng rất là dễ. Như tác phẩm sâm hương này thì để Long giới thiệu luôn. Tác phẩm sâm hương này thì nếu như mà quý vị và con cô bác mình nếu như mà thích cái cặp sâm hương này thì mỗi cây như thế này là có giá là 17 triệu nha quý vị. Tác phẩm này có giá là 17 triệu. Không thấy nó cũng cái giá cả thì nó tại nhà vườn thì nó cũng là phù hợp rồi. 17 triệu thì chú trưởng không có báo ship cho quý vị nhé. Thì đối với vườn chú trưởng thì Long cũng có quay nhiều rồi, nhưng mà chú thì chú không quen bán qua các cái trang mạng xã hội đâu. Chú nếu như ai yêu thích thì có thể tới vườn xem cây trực tiếp, rồi thích thì giao lưu. Còn chú không có bán qua hình ảnh, tại vì sợ ví dụ giống như cây quý vị mua về mà quý vị yêu thích thì không sao, quý vị nói chê bai thế này thế nọ thì chú cũng thích, nên là nếu như quý bà con cô bác mình ai yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với chú trưởng để đến tận vườn xem. Còn nếu như mà quý vị bà con cô bác nào mà tin tưởng cho Gia Long thì cho Gia Long sẽ ship hồi cho quý vị nếu như mà quý vị ở xa. Thì giá cả tại nhà vườn chú không báo ship đâu quý vị nhé. Ví dụ ở bên này Long thấy có một tác phẩm bonsai mini
Cái này là cái máy tiêu hủy quý vị. Cái này cũng khá đẹp. Ủa cái xám hả chú? Ủa này giờ con tưởng cái máy tiêu hủy. Không có cái này cái... Không cái này, cái này, cái máy tiêu hủy mini này nè. Máy tiêu hủy này. Cái xám là ở trong. Cái này là cái máy tiêu hủy. Ở trong này cái xám gì hả chú trưởng? Xám hương luôn hả? Không phải. Xám núi hả? À tác phẩm xám núi trái. Tác phẩm này tác phẩm xám núi trái. Ừ. 40 hoành. Ví dụ. Thì Long nói lại là cái cặp cặp xâm hương này là mỗi cái là có giá là 17 triệu nha quý vị. Nếu ai yêu thích thì có thể liên hệ với Long. Là Long bỏ số điện thoại của Long thôi, Long không bỏ số điện thoại của chú trưởng đâu. Tại vì chú trưởng thì chú cũng ngày mà buôn bán quá cái nhận á. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào tin tưởng thì có thể liên hệ về bên giao cho Long để sở hữu cặp xâm hương này. Quá xuất sắc. Với lại giá cả thì nó cũng phù hợp thôi. Thì trong này có một tác phẩm mà cái trân châu này. Cái này cũng rất lớn. Nhưng mà cái này thì Long chắc Long quay tổng thể ở ngoài thôi. Chứ còn cái phần để ở trong thì nó bây giờ cái khu vườn nó cũng hơi chật hẹp đó quý vị. Nên Long không thể vào trong để quay kỹ cho quý vị được. Cái trân châu này nếu như quý vị yêu thích về cái dòng cái trân châu á, thì cũng có thể hiểu được. Đây là một tác phẩm như thế này thì nó là khá đẹp rồi. Điều biệt của cái trân châu này thì nó có trái của nó rất đẹp. Nó trái nó nhìn cái màu nó có bốn màu luôn quý vị. Nó màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu trắng khi mà nó chín lên. Còn bây giờ thì hiện tại thì trái chưa có chín nên là nhìn màu trái của nó như thế này thôi. Ở đây có một trái chín này. Đấy, nó sắc màu như vậy đó quý vị. Quay cố gắng quay cái phần thân đệ chút xíu cho quý vị và con cô bác nhìn xem. Cái già lắm rồi. Cái trân châu này già lắm rồi quý vị. Kinh khủng, phía trong kia còn có một cái xăm núi trái còn kinh khủng luôn kìa. Nhưng mà chút xíu nữa Long đi vòng quanh kia Long quay cái tác phẩm cái xăm núi trái cho quý vị và con cô bác mình xem. Hôm nay thì có một số tác phẩm cây me. Trái, một tác phẩm ổi. Ồ, một tác phẩm cái ổi rất là độc đáo luôn quý vị. Trên này thì có một tác phẩm máy tiêu hủy. Cái này thì dạng lớn rồi. Cái này cũng chắc cái phần nó 7-80 chú trưởng hả? Nào. Cái này nè, cái máy tiêu hủy này. Cái đó 75. 75 hả? À. 75-80. Ồ, cái đó cái thằng hả? Cái thằng quay rồi. Như lại rừng lỏ à. Đây khi quý vị có thể nhìn thấy một tác phẩm máy tiêu hủy nhìn tổng quan cái rất là khổng lồ hơn 75 bộ bóng tay bóng tàng thì quý vị nhìn sơ qua cũng thấy được 80 hả? Ừ, thì đó thì con đoán nó nằm cái không phải 80 nhưng mà con kia đâu. Nhưng mà cái này điều đặc biệt thì nó có cái bộ bóng tay bóng tàng nó cân đối nhỉ, cân đối từ dưới lên và nó rất lực tốt. Cái này thì hoàn thiện thôi, cái này anh em mình sở hữu chỉ có chơi nữa thôi. Cái này cột này. Để tìm được máy tiêu hủy mà có những cái cột như thế này nó thuộc là hàng hiếm đó quý vị. Nuôi rất lâu, trải qua hàng chục năm mới có thể tạo tác nên được một cái bộ bóng tay như vậy. Kinh khủng. Một tác phẩm máy tiêu hủy quá xuất sắc. Thôi để quay một số tác phẩm bên đây. Cái xăm trái này, cái xăm núi trái. Tổng quan để rất là quái. Đặc biệt thì cái này trái nhiều, trái đặc sệt luôn quý vị. Quá trời trái luôn. Quá dữ. Đâu cũng thấy trái. Ủa cái này máy tiêu hủy hả chú được? Cái này lớn nha. Đây cũng là một tác phẩm máy tiêu hủy. Cái này tính đường hoành thì tôi nghĩ nó nằm ở khoảng tầm 65 quá. 75. Là đó luôn là cái bên ngoài cái này. À ngoài cổ luôn này. 75. Ví dụ cái máy tiêu thủy này có nhiều tiền không được? Ngay đây, đấy, dài khoảng bao nhiêu chứ? 450. 450 là bán được.
Một tác phẩm mà như thế này thì có giá khoảng tầm 40-50, cách đôi ra khoảng 45 đi ha. Khoảng 45. Bộ bằng tay bằng tàng thì cũng là nuôi. Cái này thì nó thuộc loại chắc là cái giá trị rồi. Tại vì con nhìn cái rễ là con biết cái nó có giá trị à. Cái rễ mà để mà nuôi được cái rễ. Cái này dạng giống như núng mật khỉ đó chú được. Không, núng da đen. Núng da đen hả? Đen mà nó lên trắng. Già. Già, cái già kinh khủng lắm. Thì quý vị nhìn thấy cái cành rễ như thế này, những cái tác phẩm mà chú thủy mà nuôi được cái cành rễ thế này nó rất là khó, nó rất lâu nhé quý vị, trải qua rất là nhiều thời gian. Cái này thì nó thuộc hàng giá trị rồi. Để kinh khủng. Nổi cảm lên hết rồi. Già cổi. Già già giống như kiểu hóa thật. Ghê thật. Quá xuất sắc cho một tác phẩm mà chú thủy khổng lồ quý vị. Thì vừa rồi Long nói để quay cái tác phẩm cái sâm nước trái này quý vị này. Đấy thì Long đứng ở xa để quay cái tác phẩm sâm nước trái này cho quý vị và con cô bác mình xem. Tại vì cái không gian ở trong thì nó cũng chật đấy. Nhưng mà cái này lớn, cái này cột lớn đấy. Một tác phẩm sâm nước trái có cái dáng bay rất là độc đáo luôn. Quá xuất sắc. Kim quýt, cái này có một tác phẩm cái kim quýt. Kim quýt này thì để Long ra ngoài Long quay lại tổng quan. Kim quýt này nhiều tiền không chú Trường nhỉ? 1 triệu. Cái đấy 10 triệu hả? À, một tác phẩm kim quýt cho quý vị. Để Long dùng lại cho quý vị và con cô bác mình xem cái tác phẩm cây kim quýt này. Cái đó đường huynh của nó cũng rơi vào khoảng 30 chú ha? 30. 30 hả? Đấy, một tác phẩm kim quýt này có giá 10 triệu thôi. Cái này thì bộ bông tay bông tàng hiện tại đang còn xây dựng, đang còn nuôi. Nên là cái giá cả thì nó có mềm hơn những cái tác phẩm khác. Đường huynh của nó khoảng 32. Long án chừng cái tổng cái cân độ, chiều cao cân độ này thì nó rơi vào khoảng tầm 60. Đó, một tác phẩm cây kim quýt nha quý vị. Cái đó thì với giá là 10 triệu, tại vì cái đó nó đang mình đang còn nuôi thêm đó quý vị. Này thì một tác phẩm cây cần thăng. Đấy. Cũng rất là duyên dáng. Thì khu vườn nhỏ của chú Trường sở hữu rất là nhiều tác phẩm mà nó cũng đẹp và xuất sắc đấy quý vị. Tuy nhỏ nhưng mà nó cũng nó có nhiều tác phẩm mà nó có hồn, nó có giá trị đấy quý vị. Rồi thì thời lượng clip tới đấy nó khá dài rồi, ông cũng quay chi tiết một số cái tác phẩm ở đấy gửi đến quý vị và con cô bác mình rồi. Thì Long cũng chân thành cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này của Long. Nếu như mà quý vị yêu thích tác phẩm nào ở đấy thì xíu nữa Long sẽ đồ để số điện thoại của Long lên đó nhé quý vị. Quý vị nếu như ai yêu thích thì có thể liên hệ Long làm cầu nối, Long chia sẻ những cái tác phẩm này cùng quý vị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip sau ạ.